Ngày 16 đến ngày 17 tháng 7, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh An Giang và Quỹ Phố tổ chức hoạt động hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt lần thứ nhất năm 2024. Theo đó, ngày 16 tháng 7, hơn 40 cán bộ tình nguyện viên Hành trình đỏ tỉnh cùng với Hội chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện tổ chức tham quan tìm hiểu về quá trình hình thành, xây dựng cột mốc quốc giới 2461 thị trấn Long Bình. Sau đó, hơn 100 cán bộ, hội viên tình nguyện viên chữ thập đỏ, đoàn viên thanh niên đã viếng nhà bia, dâng hương bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc tại nhà bia ghi tên liệt sĩ huyện. Ngay sau đó, các lực lượng đã tham gia diễu hành qua các trục lộ chính trên địa bàn thị trấn Ấp Phú. Với băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt nhằm tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện tại trung tâm thương mại Ấp Phú. Hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hiến máu cứu người, đáp ứng ổn định nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Tối cùng ngày, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tỉnh và huyện đã tổ chức đêm giao lưu văn hóa văn nghệ với nhiều trò chơi vui tươi và các tiết mục ca múa nhạc sôi động, ý nghĩa do các bạn tình nguyện viên chữ thập đỏ tỉnh cùng cán bộ, công nhân viên chức huyện biểu diễn. Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên, tình nguyện viên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động hiến máu cứu người để lan tỏa việc hiến máu tình nguyện trong thời gian tới. Sáng ngày 17 tháng 7, tại hội trường huyện, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, huyện phối hợp cùng Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện giọt hồng biên giới. Ngày hội đã thu hút hơn 500 cán bộ, công nhân, viên chức, công chức, lực lượng vũ trang cùng người dân đến đăng ký hiến máu tình nguyện. Ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, an toàn. Các tình nguyện viên được tư vấn, khám sàng lọc kỹ trước khi hiến 350ml máu. Buổi sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, huyện đã tiếp nhận được 450 đơn vị máu, trong đó có nhiều người đã tham gia hiến máu liên tục nhiều năm liền. Tình lần đầu của em thì em thấy cái lời gung, nhưng sau khi hiến máu xong thì em thấy tinh thần rất là thoải mái. Và em thấy chương trình mình rất là giúp ích cho xã hội. Và sau này chương trình mình sẽ tổ chức nhiều hơn nữa để em có nhiều cơ hội tham gia. Hôm nay là tụi bác đến rất sớm, nghe mà bà con mình vận động cái giọt máu hồng về huyện An Phú mình. Hôm nay tôi hiến lần này là lần thứ 22. Qua mỗi lần hiến máu thì thấy sức khỏe tôi rất là ổn định, mình thay đổi ăn uống mới. Còn về đó tôi thấy cái chuyện nó rất là ý nghĩa, nên tôi luôn vận động bà con, dòng họ, anh em, bạn bè, người thân cùng tham gia hiến máu. Vì một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại. Tôi thấy chuyện làm rất là ý nghĩa, cũng như là mình cứu người, chia sẻ yêu thương. Cái này thì tôi không có chứng kiến, nhưng mà mình nghe kể lại có những bệnh viện khi mà lúc lấy máu có những người mà hết máu thì họ sẽ ra đi vì không có máu truyền. Mình nghe được những cái tin đó mình cũng rất là thấy cũng đau xót. Từ đó đây là cũng là một cái động lực để cho thúc đẩy tôi đăng ký suốt từ đây sắp tới. Nếu mà có mở một cuộc hiến máu thì tôi luôn luôn tham gia và vận động người thân, bạn bè cùng tham gia với tôi. Nói về hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt năm 2024, ông Kiều Công Văn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Phó trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện cho biết. Với thành công của chương trình Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt, tin rằng những năm tiếp theo, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện nhà ngày càng nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Bởi mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, những giọt máu hồng sẽ góp phần mang lại sự sống cho rất nhiều người, đảm bảo việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Dịp này, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng 8 phần quà cho các cháu bé bị bệnh dây đường máu trên địa bàn huyện, mỗi phần trị giá 400.000 đồng.